Phúc. 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 Phúc ơi. Phúc. Phúc con. Con. Bình tĩnh lại con. Tao buông con ra. Phúc ơi. Phúc. 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 Tao buông con ra. Bình tĩnh lại. Có gì cũng từ từ. Phúc ơi. Con đừng có tìm cách trốn tránh làm gì. Biết đâu đây là số trời đã định cho con rồi. Số trời cái gì chứ? Tôi thương là vợ của anh Long. Má đừng làm tổn thương hạnh phúc của người ta nữa. Bình tĩnh đi con. Bình tĩnh. Tiên Phúc. Tuệ thương. Phúc. 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 Bình tĩnh. Con nhìn kìa. Con nhìn Thiên An đi. Giọt máu của con kìa. Nó có tội gì chứ? Con hãy nhìn đi. Nó có đáng thương không? Đưa Thiên An đây cho chú. Bà, mình để hai đứa nó nói chuyện với nhau đi. Anh còn sống mà tại sao cam tâm gạt em? Em đừng có làm như vậy. Thiên Phúc, tại sao anh lại nỡ đối xử với em thì con như vậy chứ? Anh không biết. Nếu như không vì con thì em đã chết với anh từ lâu rồi không? Anh Phúc à, em không ngờ tại sao mọi người lại lừa dối em. Và tại sao anh phải giả chết trong khi anh vẫn còn sống sang sợ ở đây chứ? Tại sao anh để mẹ con em cho Bảo Long chăm sóc? Anh không biết là sự thật này sẽ làm cho em và cả anh Bảo Long tổn thương như thế nào không? Anh Phúc, em bình tĩnh lại đi. Chuyện của hai đứa mình đã lui vào dĩ vãng rồi. Anh và Thúy Ngọc đang sống với nhau rất hạnh phúc. Còn em đã có anh Long bên cạnh, em phải trân trọng hạnh phúc của mình đi. Không, Thiên Phúc à, không phải là sự thật đâu anh. Không phải là sự thật. Anh đang nói dối em Thiên Phúc à. Không phải là sự thật mà. Tại vì người anh yêu là em mà Thiên Phúc. Còn Thiên Ân nữa Thiên Phúc. Còn con của chúng ta nữa anh ạ. Nó còn có cả cha lẫn mẹ Thiên Phúc. Thiên Phúc à. Em tin hay không thì tùy. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Thiên Ân bây giờ là con của em và anh Long. Em đi đi. Anh không muốn gặp em nữa. Thiên Phúc, đừng có làm phiền vợ chồng tôi nữa. Thiên Phúc ra nông nỗi này là do cô. Cô biết chưa hả? Thiên Phúc à, anh đừng làm vậy. Anh đừng bỏ rơi em và Thiên Ân mà. Cô biết đi. Đồ đàn bà trơ trẽn, không biết xấu hổ hả? Thiên
Tôi thương. Thiện Phúc, em về đi, đừng làm tôi khó xử với vợ tôi nữa. Mọi người đã có một gia đình riêng rồi. Thiện ơi, đã có ba, đó là Bảo Long. Em về đi và đừng bao giờ tìm kiếm tôi nữa. Không phải, không phải, không phải. Thúy Ngọc à, ông ngoài này ngọt ngào quá. Mình vô nhà thôi em. Ai cho phép cô mắng với tụi Thương hả? Chẳng phải hành động của anh lúc nãy còn phũ phàng hơn hay sao? Ông trời ơi, cho tôi chết đi, tôi không còn muốn sống nữa. Tệ Thương nó bỏ đi rồi, con mau đi tìm nó về. Má sợ quá. Đi con. Má hãy đợi tụi Thương về Vĩnh Long đi. Với tình trạng như vậy thì làm sao nó tự về thành phố được chứ? Bà thấy con cư xử như vậy quá tàn nhẫn Phúc à. Bà cho người đi kiếm tụi Thương giùm con đi. Đúng rồi, con sẽ gọi cho anh Long báo cho anh biết mọi chuyện. Thằng Long đang bệnh, biết nó có xuống được hay không. Alo. Anh Long hả? Tuệ Thương ổng tiếng ân xuống tận trang trại mà anh không biết gì sao? Hả? Em nói sao? Tuệ Thương ổng còn xuống đó hồi nào? Đúng. Và Tuệ Thương không chịu nổi sự lạnh lùng của em nên đã bỏ đi luôn rồi. Anh mau xuống đây đi tìm Tuệ Thương giùm em. Lẹ giùm em đi. Em sắp điên lên rồi, em chịu hết nổi rồi. Tuệ Thương ơi, bây giờ anh phải làm sao đây? Ra đi mà không nói trước với anh. Em muốn chứng minh điều mình nghi ngờ bấy lâu có đúng hay không. Em luôn có cảm giác Thiên Phúc chưa chết mà ảnh đang sống thật gần bên em. Cô gì ơi, cô, có gì từ từ nói, chứ đừng mà dạy dột nhảy xuống dưới nha. Tôi không có nhảy xuống đâu. Trời đất, ai tới đây chết cũng đều nói vậy hết trơn á. Rồi, hình linh nhảy cái đùng xuống dưới, khu vực này sâu lắm, tôi cố không kịp đâu. Chờ tôi một chút. Nè, cô, bận cái mưa vô đi, để về bệnh chết á. Tôi hứa với anh, tôi sẽ không từ bỏ cuộc sống.
Con ngồi đây á, lo lắng thì có ích gì. Trời mưa ầm ầm ngoài kia kìa, con lo đi tìm nó đi. Lỡ có chuyện gì thì sao? Nó lạ đường, má sợ nó bị lạc quá à. Con, ba con về kìa. Bà tìm khắp nơi không thấy bóng dáng Tự Thương đâu hết. Chắc giỏ bỏ về thành phố luôn rồi. Đêm hôm khuya khoắt như vậy, không lẽ nó đi thẳng về thành phố luôn sao? Tôi đoán là nó chỉ đi quanh quẩn gần ở đây thôi. Ông nhờ mấy người làm trong nhà đi kiếm nó coi sao. Cô ta giận á, đi làm vòng ở đây thôi. Chút nữa về liền. Có thằng nhỏ ở đây, dễ gì cũng dám bỏ đi luôn đâu mà mấy người lo. Cô câm miệng đi. Đi về nhà không mà ngủ. Đây là chuyện của gia đình tôi, cô không được xen vô. Cô khôn hồn á thì câm miệng lại. Còn có một chỗ mà bám víu mà sống tạm. Nếu không á, nhờ thằng Thiên Phúc nó tốt bụng thì tôi á không tha thứ cho cô đâu. Trời ơi, không biết trời mưa như vậy á mà cổ đi đâu nữa. Thôi được rồi, từ từ đi. Để ông chủ ra còn tính sao. Bây giờ vậy nè, mình ra bờ sông chia nhau đi tìm hết xung quanh. Đi đi. Dạ. Alo. Anh đây. Anh đang ở đâu vậy? Ngoài cổng. Dạ. Alo. 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 Alo, mở cửa. Alo. Alo. Mở cửa cho em. Alo. Alo mà. Alo. Anh Long, có nghe em nói không? Mở cửa cho em. Mở cửa anh Long. Anh Long. Anh Long. Anh có sao không? Anh Long. Anh có cần đi bệnh viện không? Anh Long. Hả? Anh không sao đâu. Em đã tìm thấy Tuệ Thương chưa? Mọi người đã chia nhau tìm, nhưng mà vẫn chưa báo tin về. Vậy còn em, tại sao em không đi tìm Tuệ Thương hả? Em đã làm tổn thương đến Tuệ Thương, chắc chắn cô sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa. Thiên Phúc mà, em làm cái gì vậy? Anh nói cho em biết Tuệ Thương có xảy ra chuyện gì, anh sẽ không tha thứ cho em đâu. Em là một thằng đàn ông tồi. Alo, anh cho em đi với. Em phải tìm Tuệ Thương, em muốn đi với anh. Bây giờ anh không thể nào chờ đợi thêm một giây phút nào nữa hết. Alo, anh cho em đi với. Em muốn đi. Alo. 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 Anh tưởng chỉ có một mình anh lo lắng cho Tuệ Thương thôi sao? Thầy mày, mày tao không dám nói gì với Tuệ Thương. Tao cầm đù mày. Tao cầm đù mày. Tao không cho. Thank you.
Tuệ Thương, Tuệ Thương ơi. Đất thân oán nhân. Anh Long, anh thấy trong người sao rồi? Rồi. Đã đỡ hơn chưa? Có cần em đưa đi bệnh viện không? Kìa, cháu, cháu cứ nằm xuống nghỉ đi. Bảo Long mới vừa tỉnh lại, còn hỏi như vậy á, làm sao nó trả lời được? Chú Tư, chú ra làm sao á? Pha cho tôi ly trà gừng, để cho Bảo Long nó uống. Tội nghiệp, nó dầm mưa suốt đêm rồi. Dạ. Tuệ Thương đâu? Cô ấy có sao không chú? Không, nó đã tỉnh rồi. Nhưng không chịu nói năng, cũng không ăn uống gì hết. May á, mà kiếm được hai đứa nó ngất xỉu. Không thôi để tới sáng hả? Chắc tụi nó chết luôn rồi quá. Bà, mở miệng ra toàn là nói chuyện xui xẻo không à. Xui cái gì mà xui? Tôi nói sự thiệt chứ bộ. Tôi nói thiệt á, con Tuệ Thương á hả, chút xíu nữa là hại chết luôn thằng Long nhà mình rồi. Má đi ra ngoài đi. Anh Long vừa mới tỉnh dậy, anh đang mệt. Má nói như vậy làm sao anh chịu nổi? Cha con ông á, vừa phải thôi nha. Lâu nay thấy tôi nhượng bộ mà tính lúc lúc tôi luôn phải không? Bà Long, ráng khỏe đi con. Nè cậu, chú Tư đưa đây. Vậy uống miếng trà gừng cho nó khỏe cháu. Anh Long, anh uống tách trà đi, chấm bụng. Đêm qua may mà tìm được anh và Tuệ Thương, chứ nếu không. Công nhận em đóng kịch cũng giỏi lắm, đúng không? Con nhỏ Tuệ Thương đó nó bị sốc đến mức mà nửa đi nửa khùng luôn rồi kìa. Ai cho phép cô ở đây? Biến về nhà kho đi. Anh đuổi tôi á thì ai sẽ cùng đóng tiếp vở kịch này của anh đây? Im cái miệng của cô lại đi. Nếu không á, biến khỏi trang trại đi. Mọi chuyện á
là do con lập ra. Bây giờ con giải thích với anh Long đi. Chú Tư, thực ra em... Tuệ Thương, Thiên Ân nè, con cho nhỏ bú sữa mẹ chút đi, nó khát sữa quá chừng à. Tuệ Thương, nhìn nhìn Thiên Ân nè, nè. Trời đất, mẹ gì mà không nhìn ra con nữa. Tội nghiệp cho nội tôi quá đi thôi. Ôi. Thôi, bà cứ pha sữa cho Thiên Ân uống đi. Tuệ Thương á, nó còn yếu, để cho nó nghỉ ngơi. Thưa chú. Cháu. Bà nội cho con uống sữa nghe, Thiên Ân. Tuệ Thương à, em sao vậy? Em đừng có làm anh sợ Tuệ Thương à. Tuệ Thương, em nói chuyện với anh đi. Em đừng có im lặng nữa được không? Mọi người đang rất lo cho em. Tuệ Thương, con. Tuệ Thương, anh xin lỗi. Tại vì anh mà em ra nông nổi này. Em đánh anh đi, em giết anh cũng được nữa. Anh xin em, đừng có làm như vậy nữa được không? Anh xin em đó Tuệ Thương. Anh xin em đó Tuệ Thương. Thôi, đứng lên đi con. Nếu con là Tuệ Thương, con có chịu nổi cú sốc này không? Con chỉ muốn tốt cho Tuệ Thương, nên con mới làm như vậy. Con đâu có ngờ hành động của con đã sai lầm. Phúc, con biết mình sai lầm là tốt rồi. Vậy thì con hãy tìm cách khắc phục đi. Bà đưa nhỏ ra ngoài uống sữa đi. Anh đưa Tiểu Thương về thành phố chữa trị giùm em. Chứ để như vậy không ổn đâu. Bây giờ người cần khắc phục sai lầm chính là em đó Thiên Phúc à. Em biết, nhưng anh là bác sĩ mà. Anh là bác sĩ thì sao chứ. Em xem đi, bây giờ anh không còn khả năng để chăm sóc cho anh nữa thì anh còn chăm sóc cho ai được. Anh Long, nhưng... Không nhưng vậy gì hết. Bây giờ em cần phải đưa Tuệ Thương về Sài Gòn chữa trị mau. Thiên Phúc à, nhanh đi em. Có khi nào Tuệ Thương bị ảnh hưởng tâm thần không anh Long? Tuệ Thương liên tục bị giáng như cú sốc trong giai đoạn nhạy cảm nhất của người phụ nữ, đó là giai đoạn mang thai và sau khi sinh. Khả năng biến chứng sau chấn động tinh thần là hoàn toàn có thể. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Cho Tuệ Thương tiếp nhận một môi trường thật yên tĩnh,
thậm chí không một tiếng động, không một phiền toái. Có như vậy Tuệ Thương mới tìm lại được một chút thăng bằng sau quá nhiều biến cố. Không biết có chuyện gì xảy ra nữa vậy trời. Ngồi đây nha, nằm xuống đây nha con. Con cứ bà ngoan quá. Thiên Ngân à, sau này con lớn lên con có quán trách ba không? Ba không hiểu sao ba lại hành động ngu xuẩn như vậy. Ba luôn cầu mong cho con và mẹ con được hạnh phúc. Thank you.
Tuệ Thương, mong em tha lỗi cho anh. Giá như mà anh chết thật đi, để em trở về với cuộc sống bình thường, anh sẽ làm liền. Phải sống trong dằn vặt như vậy, anh cũng đau khổ lắm. Em có biết không? Anh không chỉ có lỗi với em, mà anh còn có lỗi với vong linh của mẹ em nữa. Anh không xứng đáng, anh không xứng đáng để nhận viên ngọc quý báu này của mẹ em. Thật nhiều trái tim buồn ngày anh cất bước xa đi, nhớ một mình khóc một mình giữa đêm buồn, mong thấy anh sẽ về đây, ôi chỉ là mơ. Anh ơi, vì cớ sao anh lìa xa giấc mơ ngày nào ta đã trao. Em đã luôn có cảm giác cần anh, nhưng chị em biết đó không phải là tình yêu. Bảo Long, em xin lỗi vì đã nợ anh quá nhiều thứ, và cũng chẳng làm sao để trả. Em thấy em không xứng đáng, anh hãy quên em đi. Anh ơi, anh ơi, anh đâu rồi? Trăng kia phố quen đâu bóng hình, biết bao giờ lại trông thấy anh bước cùng nhau. Anh phải quên em từ sao? Nói lời yêu dấu chỉ làm mơ. Anh có thể làm được sao? Anh ơi, xin một lần. Em không cần phải say rớt. Gặp lại anh. Em đừng có làm gì dại dột nữa nghe Tuệ Thương. Anh xin em mà. Má đã nghĩ kỹ rồi, má còn nói đúng. Con và Tuệ Thương nên kết hợp với nhau và chấm dứt tình cảnh này. Hơn một năm qua, trong nhà mình quá nhiều xáo trộn rồi. Không được đâu. Bà má chỉ nghĩ cho con, không nghĩ cho anh Long sao? Bà biết. Làm như vậy là nhẫn tâm với Bảo Long. Nhưng bà hy vọng thời gian sẽ làm cho nó nguôi ngoai. Hơn nữa, Bảo Long nó còn nhiều cơ hội để tìm được hạnh phúc hơn con. Ba má ích kỷ quá. Nếu như đêm hôm đó ba má chứng kiến anh Bảo Long che chở, ấp ủ cho Tuệ Thương, ba má sẽ không nói như vậy đâu. Nếu là con cũng sẽ làm như vậy thôi. Con đã nhận ra rằng con không yêu Tuệ Thương bằng anh Long. Nếu như con không yêu Tuệ Thương thì con không lấy thân mình hướng nguyên ca axit để bây giờ con bị tàn phế như vậy nè. Đó chỉ là một tai nạn thôi. Ba má đừng có đề cao con quá, con xấu hổ lắm. Con ơi, còn Thiên Ân nữa, nó phải cần có cha với mẹ nữa, con biết không? Anh Long cũng là người cha tốt của thằng bé mà. Con xin ba má đồng ý cho tụi con tự quyết định đi. Cô Tuệ Thương tự nhiên bị như vậy, thằng nhỏ không có sữa mẹ, nó bứt rứt hoài, thấy tội lắm bà. Tất cả là do tôi, thảm cảnh là do tôi gây ra hết. Tôi là kẻ đáng chết. Cậu, tại sao tôi không chết đi chứ? Cậu Phúc. Phúc à,
Chuyện đã như vậy rồi, bây giờ con phải hết sức bình tĩnh để giúp Bảo Long để trị bệnh tinh thần cho Tể Thương con à. Ông chủ nói đúng đó, cậu phải mạnh mẽ lên đi cậu Phúc. Nghe cậu. Anh bạn yêu quý của tôi. David, anh có mặt ở Việt Nam bao giờ? Cũng mới đến mấy ngày thôi. Bây giờ gặp bạn tụi mình lắm đó. Bé ta, ơi. Ta bông con ra dòng đê đồng đưa giá gạo ban đêm vì nghe bận làm mùa. David. Thì ra là Bảo Long muốn nhờ mình mua chiếc mặt nạ ra. Trước đây là cho người em họ của Bảo Long. Chuyện của Bảo Long thấy buồn quá. Mình cũng chưa có làm vào tình trạng này lần nào, nên cũng chưa hiểu hết cảm giác này. Dù sao mình cũng chia sẻ với người anh em. Mình đã suy nghĩ kỹ rồi. Mình phải trả lại cô ấy cho em họ mình thôi. David thấy như vậy có đúng không? Mình phật Bảo Long ở chỗ cưới vợ đã một năm mà vẫn tôn trọng ý muốn của cô ấy, không hề cưỡng ép. Bây giờ tiếp tục hy sinh thì tội nghiệp Bảo Long quá. Mình yêu cổ bằng tâm hồn chứ không phải do đam mê tầm thường. Nếu mình là cô ấy, mình sẽ chọn Bảo Long. Em họ của Bảo Long là đàn ông hèn nhát. Chuyện tình cảm rất khó nói lắm David à. Hơn nữa, họ đã có một đứa con với nhau. Còn mình chỉ là kẻ bảo vệ cho tình yêu đó hạnh phúc. Mình biết mình sẽ đau khổ, nhưng mình không thể làm khác được. Mình đồng cảm với Bảo Long. Cảm ơn David. Rồi con nằm đây nha, nằm đây nha. Bà đút sữa cho mẹ uống nha. Rồi, ngoan nha. À, rối nè. Nè, ông nhớ. Rồi, rối nè. Ông nhớ, rối. Nằm ngoan nha. Rồi. Em uống đi. Cả ngày nay em không ăn uống gì rồi, làm sao mà chịu nổi. Anh biết là anh có lỗi với em rồi mà. Làm vậy với em anh cũng khổ tâm lắm. Nhưng vì hạnh phúc của em và anh Long, anh không thể làm khác được. Ừ, con nằm một mình hả con? Ừ, giỏi nè. Ủa, anh về rồi hả? Ừ. Hôm nay Tự Thương có ổn không? Ngoài mấy lần gọi tên anh ra, Tuệ Thương không có phản ứng gì cả. Em đã cố gắng hết sức mà cô vẫn không chịu ăn uống gì. Tuệ Thương nói được rồi à.
Vậy có nghĩa là sự nhận thức của cô ấy đã bắt đầu hồi phục đó. Em không nên nôn nóng. Phải để cho cô ấy tiếp nhận từ từ. Hay anh thử cho tiểu thư uống sữa đi. Mai mốt không có anh phụ đâu. Anh nói vậy nghĩa là sao? Em hãy quay về với Tuệ Thương và Thiên Ân, vì họ là phần đời của em. Thời gian qua anh chỉ là một phần chỗ dựa của họ. Giờ đã đến lúc để cho mọi thứ quay về đúng quỹ đạo của nó. Tuệ Thương không phải là trái bóng để chúng ta ném đi ném lại. Anh mong em hãy quan tâm đến hạnh phúc của Tuệ Thương và đừng bao giờ làm cho cô ấy tổn thương nữa. Vậy còn anh thì sao? Anh có hướng giải quyết của anh. Anh sẽ cố gắng lánh mặt để khi Tuệ Thương vượt qua cú sốc, rồi khi tỉnh lại cô ấy chỉ thấy có mình em bên cạnh thôi. Nhưng em đừng tạo nên sóng gió nữa Thiên Phúc à. Mọi chuyện như vậy đã là quá sức đối với Tuệ Thương rồi. Em nên kết thúc màn kịch tại đây. Ông ông tới đây tôi bàn với ông chuyện này chút coi. Chuyện gì mà bà bí mật quá vậy? Tôi tính bàn với ông á là đưa con Tuệ Thương về với trang trại để tránh mặt thằng Long. Vì cùng một lúc á hai anh em nó gặp nhau, tôi nghĩ con Tuệ Thương chắc chắn là khó xử lắm. Bà nói nghe cũng phải. Tuệ Thương có dấu hiệu phục hồi rồi, chắc vài bữa nữa nó sẽ nhớ lại mọi chuyện. Mình phải đưa nó đi trước. Bởi vậy mình phải đi liền đi ông, chứ để con Tuệ Thương nó suy nghĩ lại, đầu nó tỉnh táo lại, nó biết hết không được đâu. Đi liền đi ông. Vậy mình lên nói giùm Phúc một tiếng đi. Tôi đi chuẩn bị xe đây. Cậu Long, sao cậu lại ngồi ở đây? Ông bà với cậu Phúc á đang chuẩn bị đưa mợ Thương về dưới trang trại rồi kìa. Lẽ ra người nên đi là tôi chứ không phải Tuệ Thương gì Sen à. Trời ơi, cậu phải giữ mợ Thương lại, tại vì mợ Thương là vợ cậu mà. Giờ đây Tuệ Thương là của Thiên Phúc. Cái gì vậy? Cậu nói gì? Hả cậu? Cái gì kỳ vậy cậu? Vì có biết là Tuệ Thương chưa bao giờ thuộc về tôi không gì Sen? Hả? Lúc đi về trang trại con về quê hả? Con về trang trại với bà nội con. Nha con à. Ừ, Thiên Ngân ngoan. Ừ, cháu con dễ thương quá à. Trời ơi, nó đẹp nó vậy. Anh Long đâu rồi ba? Trước khi đi con phải nói với anh vài câu mới được. Nó đồng ý rồi, không có nói năng gì hết á. Thôi bây giờ ra xe đi con, mau lên đi không. Nhưng dù gì á, anh Long cũng chăm sóc Tuệ Thương bấy lâu nay, nếu mà không nói với anh một câu nào á thì không phải chút nào đâu. Người nhà không mà nói năng cái gì, có cần cái gì thì gọi điện thoại được rồi. Đi, mình đi nhanh. Ồ, nhanh đi, con cứ chần chờ hoài á con Tuệ Thương á nó trở chứng á thì mệt lắm đó. Chị Sen, ở nhà coi nhà nghe không? Nhớ,
chăm sóc thằng Long á chu đáo cho tôi nghe không? Ờ. Thôi đi ông. Đi con, đi. Nếu thấy anh Long buồn á, nhớ động viên giùm tôi nha. Chừng nào tụi Thương tỉnh lại á, tôi sẽ đưa cậu về thăm mọi người. Dạ, tôi biết đi rồi. Đi ông. Đi đi con. Thôi, đi con. Đưa Tiểu Thương đi con, đi. Con nhận cái chị Sen. Cái nhà này chỉ còn cậu với tôi thôi à. Đi cậu. Ôi, cậu sao vậy? Để tôi kêu bác sĩ nha. Vì là mới đưa tôi lên phòng đi. Tôi đi không nổi. Nhưng mà cậu có làm sao không? Hay để tôi đi kêu bác sĩ đi. Tôi không sao đâu. Chỉ nhức đầu sơ sơ chút thôi. Nằm nghỉ một chút là hết liền. Rồi thôi đi. Đỡ cậu. Thôi đi. Chân của bà nội á, bữa nay ngoan ghê ha, không có khóc nhè, không tè bậy nữa nè, cưng quá. Mà mốt con biết đi á, con lớn nè, bà nội dắt con đi du lịch chơi với bà nội ha. Nè, Tiền Ngân, ngoan ghê vậy đó. Ngoan, cưng quá à. Cưng của nội đâu ạ? Nè. Em mệt lắm đúng không? Ráng nhắm mắt ngủ chút đi. Khi nào về tới trang trại em sẽ thấy thoải mái hơn. Nè Thiên Ngân. Thiên Ngân. Trời ơi, mới khen á nó hoàng. Nó tè ướt mừng bà nổi trơn à. Ghét ghê vậy đó. Ghét cục cưng của nội. Rồi những ngày tới đây mình phải sống ra sao đây?
mình có chịu được sự mất mát này sau khi chấp nhận sự hy sinh hay không, hay là mình sẽ đau khổ suốt cuộc đời. Giờ mình phải đi đâu thì mới quên được Tuệ Thư, quên được mọi thứ liên quan đến căn phòng này. Cậu định đi đâu mà mang theo hành lý vậy? Dì ở lại trong ngôi nhà cửa một mình. Có gì cần thì gọi điện cho chú Thím tôi về giải quyết. Cậu tính đi xa sao? Riêng được cái nhà này có một mình tôi ở à? Trời ơi, không có được đâu cậu Long ơi. Dì cứ ráng ít hôm đi. Tuệ Thương đỡ bệnh, Tiên Phúc sẽ đưa cổ về để ở với dì. Nhưng mà cậu đi đâu? Cậu cho tôi biết chỗ với. Tôi cũng chưa biết đi đâu nữa. Trời ơi, cậu chưa biết chỗ mà cậu vẫn đi là sao? Hay là cậu suy nghĩ lại đi. Bây giờ còn sớm lắm. Cậu ngồi đây đi, tôi pha cà phê cậu uống nghe. Nghe cậu. Thôi, không cần đâu gì. Càng tỉnh táo, tôi càng cảm thấy buồn hơn. Tôi thương cậu lắm, cậu Long ơi. Cậu nhớ liên lạc với tôi nha. Tuệ Thương, em tỉnh lại đi. Tụi mình sẽ làm lại từ đầu. Anh sẽ chăm sóc cho mẹ con em đến suốt cuộc đời. Mình sẽ là một gia đình hạnh phúc em. Em tỉnh lại rồi hả? Anh là Thiên Phúc đây. Anh là Thiên Phúc đây. Thiên Phúc của em đây. Tuệ Thư, đừng lẩn tránh anh mà. Anh xin em đó. Tuệ Thư, anh thương em thiệt mà. Em đừng lẩn tránh anh nha. Tuệ Thư, anh xin em đó. Tuệ Thư. Tiểu đội ông giỏi quá à. Ông ơi, để con Thúy Ngọc ở đây á, tôi thấy phiền phức quá. Tôi muốn á, tống cổ nó đi càng nhanh càng tốt. Mà thằng Phúc á, nó cứ cản hoài à. Trước đây á, chuyện gì á, bà của Thúy Ngọc, Thúy Ngọc mở miệng ra là má má con. Sao bây giờ bà lại tàn nhẫn như vậy? Chuyện xưa như trái đất rồi. Sao ông cứ lôi ra ông nhai hoài vậy? Ông á, tìm cách á, tống cổ con nhỏ đó đi giùm tôi đi. Càng mau càng tốt.
Không biết giờ này á hai đứa nó ngủ dậy chưa. Tội nghiệp thằng Phúc á, cả đêm à thức canh chừng thằng nhỏ. Nó gây ra hậu quả nên nó phải gánh chịu. Tội á là tội cho Bảo Long kìa. Tôi không biết á nó có vượt qua cú sốc này hay không nữa. Bổn củ soạn lại nữa rồi. Mấy ngày nay á ông cai chưa đủ hay sao? Ông mà cứ nhắc về chị hoài á, thằng Phúc á nó nghe được nó điên lắm. Ba má, vừa thấy con á con đã thét lên kinh hãi. Mai một thiên ân cho cổ nhìn mặt con đi, biết đâu con sẽ tỉnh lại. Trả con tôi đi, trả con tôi đi. Thiên Ân. Thiên Phúc, tại thương nó đã tỉnh lại rồi, nó đã nhận ra Thiên Ân rồi con. Con của mẹ. Con bà già này, con có biết không? Thiên Bằng. Đúng rồi, con tỉnh rồi, vậy là nó tỉnh rồi. Còn đây, đây là ai? Con nói đi. Con đây là đây ai? Đây là ai? Hả? Con nói đi. Em nhận ra anh rồi phải không? Em nhận ra anh rồi đúng không Tiểu Thư? Em nhận ra anh rồi đúng không Tiểu Thư? Em nhận ra anh rồi đúng không Tiểu Thư? Em nói đi. Em nói đi. Mình em nói đi Tiểu Thư. Tôi không biết. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại con. Tôi không biết. Hãy để Tiểu Thư tỉnh táo từ từ con. Nhưng mà Tiểu Thư nhận ra con rồi mà ba. Chính con đã gây cho Tiểu Thư một cú sốc quá lớn. Con hãy kiên nhẫn giúp Tiểu Thư phục hồi dần dần con à. Con thua Bảo Long ở chỗ là con thiếu kiên nhẫn đó con à. Bảo Long. Anh Bảo Long, anh ở đâu rồi? Anh Bảo Long. Bảo Long ơi, anh đâu rồi? Con. Anh đâu rồi Bảo Long? Tiểu Thư. Bảo Long ơi, Bảo Long ở đâu? Anh đâu rồi Bảo Long ơi? Bảo Long. Tiểu Thư. Tiểu Thư. Con. Anh Long. À Như Lan. Sao giờ này anh ngồi đây? Anh có việc gặp bác sĩ trưởng khoa. Em chưa ra trực hả? Ừ, em vừa xong nè. Em nhìn anh lạ quá. Anh đang trong thời gian nghỉ đúng không? Ừ. Dạo này sức khỏe của anh hơi tệ quá. Anh định xin bác sĩ trưởng khoa cho anh nghỉ thêm một thời gian, để đi đâu đó đổi gió. Tuệ Thư có đi với anh không? Cổ còn vướng bận đứa con nhỏ, làm sao mà đi được? Có lẽ Tuệ thương bà con nhỏ sẽ không đi được. Anh Long. Anh Long. Hả? Em gọi anh hả? Vì sao anh bối rối khi phải nhìn vào mắt em vậy? Đâu có đâu. Anh đâu có bối rối gì đâu chứ. Chắc tại em hay suy diễn thôi. Em đã từng nói với anh, dù cánh buồm đã ra khơi, em vẫn giỏi theo tin bão mà. Anh ấy dối dụng về lắm, anh có biết không?
Anh có nói dối gì đâu chứ. Anh hãy nhìn thẳng vào mắt em và trả lời cho em biết anh vẫn hạnh phúc chứ. Em cũng đã từng nói với anh, em cũng sẽ không cam tâm nếu anh thực sự không hạnh phúc. Như Lan à, em đừng buồn. Em cũng nên hiểu những gì anh nói đây. Có những loài hoa nở quanh năm, dù mưa gió có dập dùi lên nó, nhưng cũng có những loài hoa nếu mùa xuân không về, nó nhất định không bao giờ nở. Coi em kìa, đừng có làm cho anh mang cảm giác anh mang trọng tội chứ. Em không cần anh phải cố gắng nói những lời chửi mắng với em đâu. Chỉ cần em được biết cánh buồm ngoài khơi đang no gió, em cam tâm đứng lại bên bờ mà. Cảm ơn em Di Lan à, anh vẫn rất hạnh phúc. Và anh mong em cũng sẽ hạnh phúc chứ. Anh đi trước nha. Mời cậu vào ăn trưa, ông bà chủ đang chờ. Chú nói mọi người ăn trước đi, tôi nuốt không nổi. Ông bà chủ nói cậu phải vô, mời đã ngồi vào bàn rồi. Thật sao? Cậu nên từ từ thôi, đừng làm cho mợ sợ. Tại tôi lo cho tội thương quá cho nên mới vậy. Cậu phải kiên nhẫn, nóng giận là hư bột hư đường hết. Dù sao á thì mợ cũng trải qua nhiều biến cố. Thôi cậu vô nhà đi. Nè, công việc của cô lo xong chưa mà lên đây rình mò? Tôi nhìn thẳng đàng hoàng chứ rình mò hồi nào? Tôi thấy cô nên đi là vừa. Cậu Phúc đã đưa vợ con về đây sống chung rồi, cô đừng có nghĩ đến chuyện mồi chài cậu nữa. Ông già ơi là ông già, con nhỏ đó đó là vợ của Bảo Long. Tôi phải nói điều này với ông bao nhiêu lần nữa mới nhớ hả? Tôi không cần biết cô Tuệ Thương là của ai. Tôi yêu cầu cô là về lại chỗ của mình. Bằng không á, tôi sẽ báo lại với ông bà chủ. Lúc đó cô đừng có trách. Ông đàn bà con gái gì mà dai như đĩa, xui xẻo cho ai mà dính vào nhỏ này. Phiến dạ. Phiến, con vô rửa ráy rồi ăn cơm, chiều làm tiếp. Dạ, chú tôi vô trước đi, con vô luyện giờ á. Ừ, dạ. Tuệ Thương, anh hy vọng mình đủ mạnh mẽ để quên được em. Chúc em hạnh phúc bên chồng con thực sự của em.
Cuối cùng thì anh Phúc đã làm gì mình? Mình phải sống những ngày tiếp theo ra sao đây? Tuyết Ngọc, tôi xin cô đó, cô đừng làm khó tôi nữa. Hãy giúp tôi nói đầu đuôi sự thật cho Tuệ Thương biết đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi, không còn đủ kiên nhẫn nữa đâu. Đến đây hả? Cô có biết tôi và anh Phúc đang rất hạnh phúc với nhau hay không hả? Cô muốn gì? Mới vừa rồi anh Phúc vô đây nói với tôi là phải chấp nhận sống chung nhà với cô. Thử hỏi, nếu là cô á, cô có sống chung với tình địch của mình được hay không? Tôi không hiểu tại sao anh Phúc lại tàn nhẫn với tôi như vậy. Còn cô á, cô đã có anh Long rồi, cô còn gì đây chèo kéo thiên phúc của tôi làm cái gì hả? Sao cô ác độc quá vậy? Có một sự thật mà tôi nghĩ chắc cô chưa biết đâu. Anh Phúc nói với tôi, cô là loại người đàn bà hai lòng. Không có ảnh thì cô lập tức chụp lấy anh Long. Ảnh hận cô cho nên mới giam cầm cô ở đây để trả thù đó. Còn ông bà Bằng cũng căm thù cô không kém. Bởi vì theo họ, chính cô là nguyên nhân làm cho anh Phúc trở nên tàn phế như ngày hôm nay. Không, không, không phải. Để rồi coi anh có tới gần được nó không Thiên Phúc. Em còn có thể được anh yêu nữa hay sao? Em nói gì lạ vậy tôi thưa? Anh không được phép tới gần em nữa. Bởi vì tình cảm giữa em và anh bây giờ đã kết thúc rồi. Anh đã có Thúy Ngọc và hai người cũng đang rất hạnh phúc. Đừng lôi kéo em vô nữa. Em thực sự không còn chút tình cảm gì với anh sao tôi thưa? Hả? Hả? Em nói đi. Thiên Phúc à, anh tránh xa em ra đi. Nếu như bây giờ còn tình cảm thì giải quyết được gì không? Chi bằng anh hãy chăm sóc cho Thúy Ngọc đi. Rồi ngày mai em và con sẽ về thành phố. Không,
Tuệ Thương, Tuệ Thương à, Tuệ Thương, Tuệ Thương. Thiên Phúc à, tại sao anh lại làm như vậy? Anh làm như vậy là xúc phạm em đó. Em hết yêu anh thật sao? Còn Thiên Ngân, con của chúng ta, con của chúng ta từ lúc sinh ra đời đã phải chịu cảnh mất cha rồi. Tốt nhất là anh nên quên mẹ con em đi. Bỏ qua cho anh đi. Lúc đó tại vì anh muốn em về với anh Long, anh mới bày ra màn kịch giả chết để cho em quên anh đi. Bây giờ anh nói gì mà không được. Nhưng em không còn tin anh nữa rồi. Thiện Phúc à, hãy quên em đi anh. Em không muốn có người phụ nữ thứ hai phải đau khổ như em. Với lại em thấy anh và Thúy Ngọc hai người cũng đang rất hạnh phúc mà. Như vậy là tốt rồi anh à. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Lúc trời ông trời cũng đưa tôi vào hoàn cảnh bế tắc. Tại sao vậy ông trời? Sao con không gọi điện? Con nó đang ở đâu? Tuệ Thương không mang theo điện thoại. Con không hiểu cô ấy đang nghĩ gì nữa. Nó làm gì biết đường xá ở đây đâu mà đi xa. Chắc là Tuệ Thương ổng Thiết Ân về Sài Gòn rồi. Con ở đây á, mà tại sao nó muốn về Sài Gòn? Không lẽ nó không chịu sống với con sao? Phải có lý do nào đó nên nó mới lạnh lùng như vậy. Hơn một năm về làm dâu nhà mình, đêm nào nó cũng qua phòng con thắp hương rồi khóc lóc. Thằng Long từng đau khổ rất nhiều về chuyện này. Vì nghĩ Tuệ Thương chưa bao giờ quên được con. Lúc đó nó tưởng thằng Phúc đã chết, cho nên nó vật vã khóc lóc vậy thôi. Bây giờ nó nhìn thằng Phúc sống sờ sờ nè, hình hài dĩ dạng, nó sợ đó ông. Con biết mình đã hành động sai, gây tổn thương cho Tuệ Thương không ít. Nhưng không lẽ như vậy con bỏ con đi luôn sao? Con à, con đừng mất bình tĩnh. Tuệ Thương chưa ổn định lắm. Con hãy kiên nhẫn giúp nó quay trở lại như ngày xưa. Con biết làm gì bây giờ? Khi Tuệ Thương nói với con, hãy quên cô ấy đi. Để mà gọi điện về Sài Gòn dặn chị Sen đón nó. Còn con ăn chút gì đi, rồi bộ chị sẽ giải quyết sau. Alo, chị Sen hả? Tuệ Thương á đang ẵm thức ăn về trển rồi. Chị coi nói lòng đón nó nha. Con nhỏ chưa khỏe, đừng để nó đi lang thang, tội nghiệp nó lắm. Chị nói sao? Thằng Long bỏ nhà đi luôn rồi hả?
Mợ thương. Gì? Mợ làm sao vậy? Hả? À, trời ơi, mợ, mợ ơi, mợ, mợ ơi, mợ làm sao vậy mợ thương? Mợ ơi, mợ. Trời ơi, sao mọi người cứ làm khổ với nhau như vậy chứ? Tôi nín đi con, nín đi con. Mọi chuyện đã vượt quá xa rồi. Thằng Long đã bỏ nhà ra đi. Tội của con lớn lắm. Vì con mà bao nhiêu người phải quay cuồng, đau khổ. Thôi con, từ từ rồi mình tính con. Mợ thấy sao mợ? Anh Bảo Long đã về nhà chưa? Cậu Long không về đây nữa đâu. Sao vậy hả dì? Tại sao anh không về nhà nữa hả dì? Tôi không biết. Tôi không biết là cậu Long buồn ai. Cậu đau khổ tới mức tôi không thể diễn tả được. Dì Trang à, tới bây giờ thì con mới biết con là kẻ chuyên gây ra đau khổ cho người khác. Tôi cũng không dám trách ai. Tôi thấy cậu Long, cậu Phúc và mợ đều là người đau khổ. Không ai sung sướng và hạnh phúc hết. Tội nghiệp thằng cháu nội tôi quá chừng à. Nhỏ xíu à, mà bị tha tới tha lui hoài à. Bà lờ bận nín cho tôi nhờ. Cả nhà rối lên. Bà ngồi đây á, rên rỉ như vậy, ai chịu nổi. Con à, hãy bình tĩnh lên đi tìm nó. Chứ ngồi nó giật giả như vậy, có ích gì chứ. Con biết tìm tình thương ở đâu bây giờ? Tụi thương không còn yêu con nữa rồi. Con phải cố giải thích cho nó hiểu. Thằng Long bỏ đi rồi, con đầu hàng luôn. Tức là ba đứa ở ba nơi đó, con có hiểu không? Không biết tụi thương đã về nhà chưa nữa. Alo. Ông chủ ơi, mợ thương về nhà rồi. Hả? Bây giờ tụi thương sao rồi? Mợ khóc hoài à. Tôi dỗ mà không có nín. Vậy à? Con. Dạ. Con về thành phố đi. Tụi thương đang ở trên. Dạ. Á. Thiên ân càng lớn, nó càng thấy ghét hay gì? Giờ con chỉ mong sao cho cuộc đời của con trai con nó không phải khổ như là ba má của nó thôi. Tương lai của thằng nhỏ ra làm sao là do mợ quyết định thôi. Mợ đừng có tính toán xa gần nữa.
Trước khi đi cậu Long cũng có nói là cậu lên Đà Lạt với một người bạn là bác sĩ tên Thông. Cậu hy vọng là sau cái chuyến nghỉ mát đó đi về đó thì sẽ vui hơn. Nhưng mà tôi không biết cậu có nói thiệt hay không nữa. Nhưng mà mợ biết không, tình hình của cậu Long rất là tệ. Trời ơi, hôm bữa cậu bị choáng đi không nổi, tôi phải dìu cậu lên phòng á. Vậy hả dì Sen? Dì Sen à. Dạ. Mấy ngày nay con ăn uống không được, tự nhiên hôm nay con thèm canh chua với lại cá rô kho tổ quá. Dì Sen đi chợ nấu giùm con nha. Trời ơi, tưởng gì. Được, tôi làm được. Giờ tôi đi chợ, hen. Tôi lựa cá rô bành bành vậy nè, tôi về tôi kho cho mợ ăn. Hết sảy luôn hả mợ? Dạ, con cảm ơn dì. Chỗ tiệm của mình đẹp quá à. Trời trời. Nói trời chung á, là bây giờ mình phải điện thoại cho anh Bảo Long và Tuệ Thương để cảm ơn hai người đó. Dù gì hai người đó cũng đã giúp cho mình có một cái cơn bé bé xinh xinh đang rất là nổi trội và hoành tráng. Để tôi gọi cho. Gọi đi. Mợ ơi, bữa nay bảo đảm có canh chua cá kho tộ cho mợ nè. Ủa? Mợ ơi! Mợ à! Mợ Thương! Ủa? Ủa, chàng ơi, hay là ra ngoài vườn? Gì? Dì Sen? Tụi Thương đâu? Tụi Thương đâu dì Sen? Hả? Trời ơi, mợ xí gạt tôi. Mợ nói mợ thèm ăn canh chua, biểu tôi đi chợ. Thì tôi đi chợ mua về đây thì mợ Thương ẩm Thiên Ân đi mất tiêu rồi. Trời ơi, tại sao dì không giữ Tụi Thương lại đây giúp tôi hả? Trời ơi, tại sao vậy? Cậu tại bình tĩnh đồng nghe hả? Tôi nói nè. Tôi không thể nào nghĩ rằng mợ lại bỏ mợ đi như vậy. Mợ đồ ăn canh chua thì tôi chiều mợ tôi phải đi chợ tôi mua về chứ. Chứ không lẽ rồi tôi không mua hay làm sao? Cậu phải nghĩ giùm cho tôi chứ. Tôi xin lỗi dì. Tại vì tôi quá nóng lòng, lo cho mẹ con Tuệ Thương nên xử sự vô lý. Nhưng mà tôi buồn lắm dì Sen ơi. Thiệt tình á, tôi rầu hết sức. Tôi thấy hoàn cảnh cậu với cậu Long á, nhưng mà tôi chắc mợ Thương á cũng không có thoải mái gì đâu. Hay là vậy, cậu nán lòng đi, chờ đợi thêm thời gian nữa để cho mọi chuyện nó lắng xuống rồi hãy tính cậu. Tôi còn có thể làm gì hơn nữa? À, cậu gọi điện thoại cho cậu Long chưa? Rồi cậu gọi luôn cho mợ Thương đi,
coi mụ Thương đang ở đâu. Điện thoại của anh Long thì không liên lạc được, điện thoại của Tuệ Thương thì để quên dưới trang trại. Giờ hai người họ như chim trời với cá biển, biết đâu mà tìm bây giờ. Mình có nói ra cậu Long đi Đà Lạt cũng không có ích gì. Còn mợ Thương đang ở đâu, mợ có đi kiếm cậu Long hay không, mình đâu có biết. Hay là cứ để cho mọi người có một khoảng lặng cần thiết để suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Ra đóng cửa đi kênh. Trời đất ơi, Tệ Thương, Tệ Thương, Tệ Thương, Tệ Nhật, Dũng. Cái gì vậy? Ra đây nè. Cái gì vậy? Trời ơi, Tệ Thương kìa. Tệ Thương kìa. Trời ơi, sao vậy nè? Bỏ thằng nhỏ vô nhà trước đi. Liền đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Từ từ, từ từ. Rồi rồi rồi. Mau 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 đi. Vô trong, vô trong. Về Tệ Thương vô nhà đi. Thiên Ân, ngoan 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 nha. Cô Thương. Có sao không con? Qua bên kia ngồi nhanh lên. Nè, ngồi đây nè. Tệ Thương, có sao, sao không con? Nó đâu có sao không vậy? Giật tóc mai cho nó tỉnh đi, chắc nó bị chồng nó bỏ rồi đó. Giờ này mà còn giỡn nữa, mau cứu nó đi. Giỡn nó mà giỡn, lấy cái khăn, lấy cái khăn toàn. Khăn toàn. Tệ Thương ơi, tỉnh dậy Tệ Thương. Tệ Thương à, Tệ Thương, Tệ Thương, quấn lên cho nó ấm đi. Trùm lên cho nó ấm. Tệ Thương,
Nó tỉnh, nó tỉnh kìa. Đây là đâu? Tuệ Thương ơi, em có nhận ra mọi người không? Anh Dũng Anh nè, anh Dũng Anh nè. Dũng Anh nè, Dũng Anh. Tại sao em gặp được mọi người ở đây vậy? Không sao mà. Em nín đi. Sao hai mẹ con phải lên tận đây lang thang như vậy hả? Mẹ con em đi tìm anh Bảo Long. Sao mà em không gọi điện thoại mà đi tìm chi vậy? Em không mang điện thoại theo. Trước khi đi em đã gọi cho anh Long rất nhiều lần, nhưng mà anh không bắt máy. Hai vợ chồng giận nhau hả? Không có giận nhau. Sao mẹ con em lại đi lang thang như vậy? Anh Thiện Phúc vẫn còn sống hả? Anh Bảo Long, anh muốn trả em lại cho anh Thiên Phúc, nên anh đã âm thầm bỏ ra đi. Con đây nè, con em. Đây nè em nè. Tại sao mày ngu quá vậy Phúc? Mày tạo ra màn kịch giả chết này làm chi? Để bây giờ mọi chuyện hết phương cứu chữa. Cậu, cậu Phúc, cậu uống đi cho nó mát. Cậu có ngồi đây tự dằn vặt mình thì mọi chuyện nó cũng đã lỡ rồi. Chi bằng cậu bình tĩnh mà đón nhận sự việc. Uống đi cậu, uống cho nó tỉnh táo. Tôi thấy mợ Thương á, nặng tình với cậu. Nặng tình, nặng nghĩa với cậu Long. Chẳng qua trong giai đoạn này, mợ khó xử giữa hai người đàn ông, nên mợ mới tránh mặt vậy thôi. Vì thế như vậy thật sao? Nếu không nặng tình á, mợ Thương để tang cậu một năm để làm gì? Chính cậu Long đã tâm sự điều đó cho tôi nghe đó. Tôi phải làm sao hả gì? Vậy cậu đừng uống rượu nữa, và hãy trở lại là một Thiên Phúc bản lĩnh như ngày xưa. Tôi bây giờ với hình hài như thế này, làm sao mà xuất hiện trước mặt ai nữa? Cậu đã dám xuất hiện trước mặt mọi người mà không cần đeo mặt nạ, cậu còn sợ gì nữa? Mà đâu có ai chê cậu xấu đâu. Đúng rồi, đâu có ai chê tôi xấu đâu. Chỉ tại tôi suốt ngày sống trong mặc cảm, tự ti. Từ nay tôi sẽ thay đổi và chứng minh cho Tuệ Thương biết rằng tôi yêu mẹ con cậu biết dường nào. Nó cười kìa. Nè, em uống sữa đi, để mà có sức nuôi con nữa. Không ngờ tình cảnh của em lại xoay chuyển 180 độ như vậy. Em cũng không biết phải nói sao để các anh chị hiểu em. Em rất nặng tình cảm với anh Thiên Phúc, và em cũng rất nặng nghĩa đối với anh Bảo Long. Vậy nên Tuệ Thương, thằng nhóc này có phải con anh Long không? Mà sao giống ảnh quá trời vậy? Đó là con của anh Phúc anh chị à. Em và anh Bảo Long chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Nhắc tới em thấy tội nghiệp cho ảnh. Từ lúc mà tụi em kết hôn tới bây giờ, em chưa làm vợ thật sự của anh một ngày nào hết.
Nếu như mà em không tìm được anh Long, em cũng không biết mẹ con em sẽ ra sao nữa mấy anh chị ạ. Con kìa. Hai mẹ con em á, không có cần đi đâu hết, cứ coi đây là nhà, muốn tới lúc nào cũng được hết á. Tiểu Nhật nó nói đúng đó em. Cứ lại với tụi chị đi. Đà Lạt nhỏ lắm, nếu như anh Bảo Long có ở đây thì chắc chắn tụi mình sẽ tìm được mà. Em rất hiểu tình cảm của các anh chị, nhưng mà hoàn cảnh của các anh chị bây giờ cũng còn rất nhiều khó khăn, làm sao mà bảo bọc nổi mẹ con em nữa. Với lại trong chuyến đi lần này, em cũng có mang theo một thẻ tín dụng và một số ít tiền mặt, có lẽ là không sao đâu. Đúng rồi đó em ơi, em có nghe người ta nói cái câu lá lành đùm lá rách không? Yên tâm đi cô. Trời, tụi chị bây giờ là mang phát đạt lắm. Với lại cái ơn dựng nghiệp là do em với anh Long tạo ra cho tụi chị mà. Đúng rồi đó em ơi, không đúng có em làm sao có cái tiệm này đúng không? Đó là không được suy nghĩ, không được suy nghĩ nữa. Vui vẻ lên, vui vẻ lên, vui vẻ lên. Ý, nhỏ cười kìa, nhỏ cười kìa. À. Đúng không con? Đó. Lại luôn. Hên là đóng cửa sớm á, không thôi mà làm chắc chết luôn. Mấy chị ơi, Thiên Ân sao nó vẫn còn nóng quá, em lo quá mấy chị. Sao mà uống hai liều thuốc rồi mà nó không hạ sốt, sao kỳ vậy ta? Không được rồi, cái đà này em phải đưa Thiên Ân vô bệnh viện mới được, lỡ có chuyện gì thì mất công trở tay không kịp nữa. Đúng rồi, con nít mà sốt cao nguy hiểm lắm, bây giờ đưa nó vô liền đi. Dạ. Bà ở đây mà lo dọn dẹp, tôi ra tôi kêu Dũng Anh cái. Để tôi lo. Nhưng làm mẹ sợ nha. Thiên Ân, Thiên Ân. Rồi, taxi tới kìa, taxi tới kìa. Nhanh, nhanh, nhanh. Tệ Thu, lên xe đi. Nhanh đi. Để lên. Nhanh, nhanh, nhanh. Mô, mô, chị đã phòng chân lãng hết bệnh. Bác à, bác ở đây là để nghỉ ngơi, mấy chuyện này để dì Sen làm được rồi. Có gì đâu, bác ở không hoài chán lắm. Để bác giúp chị Sen một tay, mấy cái việc lặt vặt này đâu có nhầm gì đâu con. Dạ con xin lỗi, dì chưa đưa bác xuống đó thăm Thúy Ngọc được. Bác biết là tâm trạng con hiện giờ không được tốt, cứ từ từ rồi đi cũng được con à. Nè, con đừng có uống rượu nhiều quá, có hại cho sức khỏe đó con. Dạ. Con mời bác qua đây uống trà với con cho vui. Dạ, con mời bác. Cảm ơn con. Bác đừng có ngại ngùng hay lo sợ bất cứ điều gì hết. Nhà con bây giờ trống trải lắm, có thêm người ở cũng hay. Giờ bác cũng chẳng còn nơi nào nữa để mà về. May mà gặp con chứ tấm lòng đổ lượng. Có lẽ con người trước khi sống trọn một kiếp, không ai tránh khỏi những sai lầm. Con cũng không phải là người ngoại lệ. Bác đừng có rải rước những gì đã qua nữa. Ngày mai con sẽ đưa bác về trang trại. Cảm ơn con. Tuổi Thương, em bọn con đi đâu đây? Anh Long, con nói sao vậy? Anh Long, ủa anh là sao tự nhiên gặp anh ở đây? Cháu nó bị gì vậy?
Sao bây giờ gặp anh Long ở đây? Được rồi, bây giờ lo cho Thiên Ân trước cái đã. Nè em, Thiên Ân nó bị sao vậy em? Con nó bị sốt. Đi, nhanh lên. Con nó mọc răng sớm, nó bị sốt, không có sao đâu em. Nhưng mà có thiệt là không có gì nguy hiểm không anh? Em yên tâm đi, con không sao đâu em. Bây giờ thì nói cho anh biết, tại sao hai mẹ con lên đây vậy? Em lên chơi với các bạn à? Sao em không trả lời anh? Anh còn nói nữa, anh bỏ nhà ra đi là có ý gì? Và tại sao anh có mặt ở đây? Anh định lên Đà Lạt sống và làm việc chung với bác sĩ thăm bạn của anh. Hồi nãy anh vừa từ phòng tổ chức ra thì gặp em và con. Anh Long à, nhưng mà anh có nhất thiết phải làm như vậy không? Anh có biết là chú Thiếm Bằng ở nhà, anh Thiên Phúc, dì Sen và cả em nữa, mọi người rất lo lắng cho anh. Tại sao anh không chịu nghĩ cho cảm giác của mọi người vậy hả? Nhưng mà chính em mới là người từ cõi chết trở về nè. Anh muốn suy nghĩ gì thì tùy anh. Giờ em đã gặp anh rồi, chờ Thiên Ân khỏe lại, mẹ con em sẽ lập tức trở về thành phố. Hai mẹ con ở đâu? Con ơi, con có đưa Tự Thương về không vậy? Dạ, chào ông bà. Bà xuống đây làm gì? Tôi nghe nói bà đi tù rồi mà. Tôi mới vừa được ra tù, gặp cháu Phúc rủ về đây thăm ông bà. Tôi bệnh hoạn gì đâu mà cần bà xuống đây thăm tôi chứ. Má, đừng tỏ thái độ khó coi như vậy. Bà Thúy Ngạ là do con mời gì đây? Để phụ công việc bếp núc chứ một mình chú Tư lo không sể đâu. Con nói cái gì? Bà mà chịu làm công cho nhà mình sao? Má bỏ cái từ làm công đi. Má hãy coi bác Thúy Ngà giống như là bạn trước đây, giúp bác ấy trong lúc xa cơ lỡ giận. Má không biết làm điều tốt á, đừng mong thằng cháu nội đích tôn của má quay trở về. Hai mẹ con Tự Thương nữa đâu? Tự Thương ngẫm thì Ngân đi tìm Bảo Long rồi. Rồi nó có gọi điện thoại về không con? Thiên Phúc, thôi con đừng có nóng ruột, rồi mẹ con nó sẽ về thôi. Bà cũng nên mở tấm lòng ra một chút. Cha con ông á đã nói vậy á thì mở lại trang trại này đi. Cảm ơn ông, cảm ơn bà nhiều lắm. Thôi ơn nghĩa gì mà con Thúy Ngọc cũng đang ở đây nè. Bà tới với nó đi, vợ chồng tôi á mắc giải quyết công chuyện nhà rồi. À Phiến ơi, Phiến. Dạ. Mau lên con. Dạ. Con dắt bác này á xuống chỗ Thí Ngọc nghe. Dạ. Dạ cảm ơn bà, cảm ơn ông. Chị đi đi. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Dạ. Dạ, dạ mình đi qua đây. Thí Ngọc. Má, má bán nhà hồi nào? Tại sao lại bán hả má? Cái này thì con phải hỏi bản thân mình mới phải chứ. Má cứ nói thẳng ra đi, ấp ấp mở mở hoài nghe mệt quá.
Bao nhiêu tài sản của cải trong kẻ sách con mang đi đâu? Con để ở đâu? Con còn giữ lại không con hả? Con giữ lại không con? Hết rồi. Vì con mà má bị bắt bỏ tù, nhà cửa phải bán hết để trả nợ cho người ta. Ông à, không biết Tệ Thương á, nó có bị gì không á? Tối ngày nó giác thằng nhỏ chạy lên chạy xuống vậy nè. Tội nghiệp thằng cháu nội tôi quá à. Thôi, bà đừng trách Tệ Thương nữa. Nếu tôi là nó đó, tôi đã điên lâu rồi. Dù sao á, nó chỉ là đứa con gái yếu đuối. Hay là mình để cho nó ở với Bảo Long đi, rồi vợ chồng mình á đem cháu nội về đây nuôi với ông. Má đừng có gây thêm chuyện nữa có được không? Nếu Tuệ Thương không chịu về á thì thôi, đừng có ép người ta. Con sao vậy? Dạ con không sao đâu. Thỉnh thoảng con chỉ bị nhói hai bên hông một chút thôi à. Chắc tại con uống rượu nhiều quá cho nên đã tổn hại đến nội tạng rồi. Để ba đưa con về thành phố khám tổng quát coi sao. Đi đi con. Không cần đâu ba. Chắc là Thiên Ân khỏe rồi cho nên là mới qua thăm tụi mình đó. Thiên Ân. Thiên Ân dễ thương quá. Lấy con bọc nè. Thiên Ân. Quà của mọi người đây. Cảm ơn anh Long nghe. Nè, đưa quà ẩm chút xíu coi. Nhớ quá trời quá đất luôn. Trời ơi, dễ thương quá à. Kêu bồn cái là quá liền à. Nè, Thiên Ân ơi. Sao mà mẹ Tệ Thương của con á sáng sớm mặt mày mới xị vậy? Ba Bảo Lộc của con á chọc mẹ giận rồi phải không? Ngoan quá à. Hả con? Thiên Ân ngoan nha. Anh không có ăn hiếp em. Chỉ muốn đuổi mẹ con em về thôi. Em qua đây ngồi nè. Thiên Phúc vẫn còn sống và muốn làm lại từ đầu với Tuệ Thương. Tuệ Thương yêu Thiên Phúc sâu đậm, nhưng anh không hiểu vì sao nó cứ tìm cách trốn tránh. Dù gì thì giữa hai người cũng có sự ràng buộc với Thiên Ân. Em hãy tha thứ cho Thiên Phúc đi và về với nhau để sống một đời hạnh phúc. Anh Long nói đúng đó Tệ Thương. Em cần xác định tình yêu đích thực của mình là ở đâu. Chứ mà đứng yên trong tình trạng này là không phải cách đâu em. Đừng làm khổ nhau nữa Tệ Thương. Thời gian qua đã quá đủ rồi. À, anh định đưa Tuệ Thương đi thác rang chơi, tụi em cứ đi không? Tất nhiên là đi. Tất rồi. Nhiên là đi rồi. À, để em gọi Dũng Anh về à, đi luôn cho vui nha. Đây nè, ai kêu tôi đó có tôi đây. Trời, ông Linh thiệt á, chết nhớ cho số nha. Gì bà nại? Ông có đi chơi không? Nghĩ sao mà không đi? Hơi Thiên Ân hả? Vậy thì đi vô tắm nước hoa đi cho nội. Rồi, để tôi vô xin đi vô trước. Con mới dễ thương Thiên Ân à. Ông Dũng Anh thấy ghét. Ồ, Thiên Ân dễ thương. Mình đi em. Thank you.
Sao? Nhớ vợ con của người ta rồi hả? Cô dùng giọng điệu đó khó nghe lắm. Nhưng mà tôi có nói trật đâu, đúng không? Tuệ Thương chỉ là vợ của anh Bảo Long trên danh nghĩa thôi. Nhưng mà đâu có ai dám chắc là họ không ngủ chung giường với nhau, nhất là trong lúc này. Cô im cái miệng lại đi. Anh đang điên rồi phải không? Chắc là bây giờ con Tuệ Thương đó nó đang mê mẩn ông Bảo Long rồi. Anh chuẩn bị tinh thần đi. Con à, con vô nhà ăn cơm đi con. Dạ, con chưa đói. Bác với mọi người ăn trước đi. Khi nào con đói, con sẽ tự ăn. Ăn uống phải đúng bữa thì mới khỏe được chứ con. Nhất là những người đã bao tử như con vậy nè. Lúc nãy con thấy Ngọc nhà bác xúc phạm gì đến con phải không? Con không chấp nhất cổ đâu bác. Cảm ơn con đã cưu mang mẹ con bác, để phải chuốc lấy sự bực mình. Bác đừng khách sáo. Cô bác ở đây, má con cũng dần dần thay đổi tính khí trước đây. Bác chỉ rủ má con đi chùa thôi, chứ bác có giúp được gì đâu. Chỉ cần má con tịnh tâm thì mọi chuyện trong nhà này sẽ đỡ rối lắm. Bác trụ má con làm nhiều việc thiện nha bác. Bác biết rồi. Vô nhà ăn cơm đi con. Dạ.